Thưa quý vị, ngập úng đô thị hiện nay là vấn đề lớn, phức tạp, nan giải của các thành phố lớn trên cả nước, trong khu vực và trên thế giới. Tại Đà Nẵng, ngập úng đô thị cũng là vấn đề nan giải đối với chính quyền thành phố. Do vậy, cùng với các giải pháp trước mắt, thành phố đang rà soát, đưa ra giải pháp chống ngập căn cơ, đồng bộ, lâu dài. Thời gian qua, Đà Nẵng đã đầu tư nhiều dự án thoát nước đô thị với kinh phí hơn 13.300 tỷ đồng. Tuy vậy, tình trạng ngập nước mỗi khi có mưa to kéo dài vẫn tái diễn. Nguyên nhân là do công tác quy hoạch, thiết kế, thi công, quản lý vận hành hạ tầng thoát nước còn nhiều hạn chế, vướng mắc, bất cập. Tiến độ cải tạo, nâng cấp công trình hạng mục cũ và đầu tư xây dựng công trình hạng mục mới của hệ thống thoát nước chậm hơn tốc độ phát triển đô thị, đặc biệt là khu vực trung tâm thành phố. Đô thị cũ, hiện hữu, nơi mà đã có hệ thống thoát nước mưa đa phần là cũ, xuống cấp, khó dung nạp, chuyển tải lượng mưa trong tình huống thiên tai, mưa bão cực đoan. Trong khi đó, một số tuyến thoát nước chính vẫn còn đang trong quá trình thi công, chưa khớp nối được hệ thống thoát nước chung của đô thị. Vậy nên hàng năm, mặc dù thành phố đã triển khai nạo vét khơi thông cống rãnh, nhất là vào thời điểm trước mùa mưa bão, nhưng chỉ giảm thiểu phần nào tình trạng ngập úng trong ngắn hạn, chứ chưa thể giải quyết triệt để bài toán ngập đô thị. Trong thời gian vừa qua thì có tình trạng ngập úng cục bộ một số điểm và rất lâu. Có một lý do quan trọng là hiện nay tình trạng biến đổi khí hậu trên toàn cầu, tình trạng mưa lớn kéo dài thời gian, đây là nguyên nhân mà cái hệ thống nước là tải chưa kịp thời. Đây là một trong những nguyên nhân mà thành phố nghiên cứu khắc phục trong thời gian đến. Theo báo cáo của Sở Xây dựng, hiện Đà Nẵng có 9 điểm ngập thường xuyên kéo dài, trong đó 6 điểm đang triển khai thi công dự án chống ngập, 3 điểm đang triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án chống ngập. Sở Xây dựng đang tham mưu cho thành phố đánh giá lại tình trạng ngập úng và đề xuất bổ sung các giải pháp căn cơ, đồng bộ, lâu dài, trong đó ưu tiên hoàn thiện hạ tầng, sớm hoàn thiện các dự án cống thoát nước chính, đấu nối vào hệ thống thoát nước chung đô thị, xây dựng các kịch bản ứng phó trước mắt cũng như lâu dài. Lãnh đạo thành phố cũng chỉ đạo quyết liệt công tác chống ngập. Có thể nói rằng là Đà Nẵng rất ưu tiên và tập trung nguồn lực cho đầu tư các hệ thống thu gom nước mưa, nước thải. Và hiện nay trên địa bàn có một số dự án đang triển khai. Thì trong quá trình triển khai, vì do nó nhiều giai đoạn khác nhau, cho nên chắc chắn rằng là cái sự khớp nối nó cũng chưa được đồng bộ. Thì chúng tôi đang cho Sở Xây dựng và các ngành có liên quan tổng rà soát để mà đánh giá là có một sự đầu tư, đồng thời là có một số cái khu vực, cái hệ thống thu gom nước cũng đã xuống cấp, thì chúng tôi sẽ nghiên cứu và đầu tư trong thời gian sắp tới. Có thể nói Đà Nẵng đang gấp rút triển khai các biện pháp trước mắt cũng như lâu dài để giải quyết tình trạng ngập úng. Thành phố cũng tích hợp đưa hệ thống bản đồ theo dõi mưa, ngập nước trên địa bàn lên ứng dụng Đà Nẵng Smart City để phục vụ người dân, giúp người dân biết bản đồ ngập úng của thành phố, địa phương, khu dân cư của mình nhằm góp phần vào phòng tránh thiên tai, giảm thiệt hại người và tài sản. Tuy nhiên, để giải quyết căn cơ bài toán chống ngập, rất nhiều dự án công trình thoát nước và giải pháp sẽ triển khai trong thời gian tới, đòi hỏi nguồn lực, kinh phí, thời gian thực hiện là rất nhiều, rất lớn. Đây là thách thức không nhỏ đối với chính quyền thành phố Đà Nẵng.